Tháng Chạp năm 1999 tại thôn Bắc Kiều, Trung Quốc. Trong không khí mùa đông lạnh giá và mọi người đang hối hả chuẩn bị cho năm mới, thì đã có một vụ trọng án xảy ra tại vùng quê Yên Bình, nơi cả một gia đình bác sĩ nha khoa bị giết hại vô cùng dã man. Mọi thứ bị rơi vào bế tắc cho đến tận 13 năm sau mới có thể đưa hung thủ thực sự ra ánh sáng. Vậy, tình tiết của vụ án đó là như thế nào? Và sau đây là trọng án thảm sát gia đình bác sĩ nha khoa Hà Lập Bân. Còn bây giờ, mình là Farin và chúng ta sẽ cùng bắt đầu video ngày hôm nay. Tóm tắt vụ án. Gia đình bác sĩ Hà Lập Bân bao gồm 4 thành viên, bao gồm ông Hà Lập Bân, vợ, con trai cả và con gái út. Ông Hà Lập Bân vốn là một bác sĩ nha khoa, sống cùng vợ và 2 con tại thôn Bắc Kiều, là một gia đình kiểu mẫu khi chồng là bác sĩ có tay nghề cao trong khu vực và 2 con đều học hành giỏi giang, không có thủ án với ai, đã bị vướng vào họa diệt môn. Hiện trường của vụ án có thể nói là vô cùng thê thảm và sặc mùi máu tanh. Về phần ông Hà Lập Bân, khuôn mặt ông bị sưng phù, phần môi trên bị dập nát, chết trong trạng thái thần kinh hưng phấn cao độ, thi thể xảy ra sự co giật cơ dẫn đến việc giữ nguyên tư thế chiến đấu và chết dần trong khi kháng cự. Về phần người vợ của ông, mặt bên trái của bà bị biến dạng, vết thương dày đặc, mu bàn tay có tổn thương do chống cự. Về phần con trai cả của ông, cậu bé chết trong trạng thái mặc đồng phục, sách vở và bài kiểm tra vương vãi trên người, phần cổ có 2 vết rách lớn. Và cuối cùng là con gái út, nạn nhân xấu số nhất, nằm trên giường, mặc quần áo ngủ, giữa trán bị rạch ra, có thể nhìn thấy hộp sọ và mô não, cổ có một chỗ rách lớn. Dựa trên vết thương của người chết, bác sĩ pháp y kết luận có tới 2 hoặc 3 loại hung khí khác nhau, bao gồm một con dao, một lưỡi rìu và cán rìu, phương thức ra tay của hung thủ đặc biệt tàn bạo. Trong dạ dày nạn nhân không có thức ăn, dự đoán chết sau 2 tiếng khi ăn, khoảng từ 8 giờ đến 12 giờ đêm. Ở giai đoạn điều tra hiện trường, phòng khách ở trong tình trạng lộn xộn, khắp nơi đều là những vết máu bắn tung tóe. Trên gạch lát sàn tìm thấy 13 dấu giày dính máu với 2 hình dáng hoa văn khác nhau, khả nghi có 2 hung thủ đã ra tay. Điều bất thường ở hiện trường không chỉ là việc không xác định được số lượng thủ phạm chính xác, mà đến cả một dấu vân tay cũng không hề có. Thủ phạm đã sử dụng găng tay khi gây án và dọn hiện trường sạch sẽ trước khi rời đi, gây khó khăn trong quá trình điều tra. Hiện trường này khó lần dấu vết đến mức quá 30 tiếng làm việc liên tục vẫn không thể tìm ra được đối tượng khả nghi. Cho đến khi khoanh vùng được đúng thủ phạm thì sự thật tiếp tục bị che khuất chỉ bằng một kẻ không tồn tại. 2. Lời nói dối bị phơi bày sau 13 năm. Sau khi khoanh vùng và giám định pháp y, cảnh sát đã xác định được Vương Á Cường là đối tượng tình nghi số 1 và bị áp giải về thẩm vấn. Tuy nhiên, do hạn chế của công nghệ và chưa tìm ra được manh mối phù hợp, hắn đã lợi dụng sơ hở và khai man về thủ phạm không tồn tại là Chu Đại Hải. Nhưng thông qua 20 cuộc thẩm vấn sử dụng công nghệ phát hiện nói dối và giám định ADN thông qua mẫu máu sót lại được tìm thấy trong khe lát gạch sàn, Vương Á Cường đã phải nhận tội trạng thật sự của mình. Vương Á Cường như ông Hà Lập Bân cũng làm nghề bác sĩ, có một phòng khám trong khu vực nhưng việc làm ăn của hắn không thuận lợi. Trong khi đó, phòng khám của ông Hà Lập Bân rất đông khách, gia đình hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn giỏi giang. Điều này khiến Vương Á Cường nảy sinh lòng đố kỵ và lập ra kế hoạch giết người cướp của. Sau khi chuẩn bị hung khí, hắn đã mài 2 chiếc đế giày để tạo hoa văn đế khác nhau nhằm tạo hiện trường giả đánh lừa cảnh sát. Tối đó, Vương Á Cường đột nhập vào nhà đồng nghiệp bắt gặp người vợ đầu tiên. Hắn vung rìu chém 5-6 nhát liên tiếp và dùng dao gọt hoa quả đâm vào cổ bà cho đến khi tử vong. Cùng với đó, hắn đã ra tay tàn độc với người con trai bằng cách rạch cổ. Khi phát hiện ra cô con gái út đang khóc trên giường, hắn đã ra tay không một chút do dự. Xử lý xong 3 cái xác, hắn nấp sau cánh cửa để đợi Hà Lập Bân với suy nghĩ diệt cỏ phải diệt tận gốc. Người đồng nghiệp xấu số vừa bước vào đã bị hắn dùng rìu chém vào đầu. Vật lộn một hồi lâu, hắn vớ được chiếc ống sắt dựng góc nhà, nện vào đầu nạn nhân cho đến chết. Sau khi tội trạng được xác minh, Vương Á Cường được phán quyết tử hình và xử lý theo luật lệ hiện hành.
Chỉ vì lòng đố kỵ, hắn đã ra tay sát hại cả một gia đình hạnh phúc vốn không có thù oán gì với hắn. Đây là một vụ án đau lòng và cũng là lời cảnh tỉnh cho toàn xã hội về cái ác của con người có thể gây ra thông qua lòng đố kỵ. Và đây là một trong 7 vụ án được viết lại bởi tác giả Lưu Bát Bách, người có 18 năm kinh nghiệm trong nghề pháp y đã mổ xẻ hơn 800 tử thi ở trong tác phẩm Ghi chép pháp y những thi thể không hoàn chỉnh. Và nếu như các bạn thích những nội dung tương tự, hãy like, share, subscribe và cùng với đó là nhấn vào nút chuông thông báo để nhận thông tin về những video mới nhất. Còn giờ, đây là AZ Ký Sự và mình là Foreign. Xin chào.